Thành tích đi vào lịch sử của Lisa Blackpink, album đầu tay La Lisa của Lisa đã vượt 660 triệu lượt nghe trên Spotify, giúp em út của Blackpink tạo nên kỷ lục lịch sử là album đầu tay đầu tiên của một nghệ sĩ châu Á đạt được cột mốc này. Dấu hiệu này cho thấy hiện tại album của Lisa vẫn còn sức hút với khán giả yêu nhạc. Bằng chứng là mới đây, album La Lisa đã vượt mốc 660 triệu lượt nghe trên Spotify, giúp Lisa trở thành nữ nghệ sĩ K-pop thứ hai đạt được thành tích này sau nhóm Blackpink. Tuy nhiên thì xét ở khía cạnh khác, La Lisa lại là album solo K-pop đạt được cột mốc này trong thời gian ngắn nhất, chỉ trong 244 ngày. Không chỉ vậy, đây còn là album đầu tay duy nhất của một nghệ sĩ châu Á thu về hơn 660 triệu lượt nghe tính đến thời điểm hiện tại. Thành tích này chứng tỏ sức hút của Blackpink ở thị trường âm nhạc quốc tế là không hề nhỏ. Kể từ khi La Lisa ra mắt, Lisa đã phá vỡ không ít kỷ lục trên nhiều nền tảng khác nhau. Với những gì bản thân đã thể hiện ở sản phẩm đầu tay, cô còn được sách kỷ lục Guinness Thế giới ghi tên với những thành tích đạt được. Cụ thể vào tháng 10 năm 2021, Guinness cho biết Lisa đã ghi dấu ấn khi trở thành nghệ sĩ solo, sở hữu bài hát có lượng xem cao nhất sau 24 giờ trên YouTube với 73,6 triệu lượt xem. Hiện tại, có thông tin Lisa sẽ cùng với Blackpink trở lại bằng một album nhóm chung. Nếu điều này là sự thật thì quả là một món quà rất lớn với người hâm mộ.